Chào các bạn, trên tay mình là chiếc HTC Onyx mới được phân phối lại từ thị trường Việt Nam. Đó chính là một cái gói ưu đãi dành cho thị trường Việt Nam của HTC. Thì chiếc HTC Onyx này được phân phối lại có những cái đặc điểm gì mới không? Mình sẽ cùng với các bạn xem xét. Chiếc hộp của HTC Onyx mới thì hoàn toàn giống trước thôi. Các cái thông số không có gì thay đổi cả. Ví dụ như là vẫn là sản xuất của năm 2012. Không phải là một cái phiên bản vừa mới sản xuất cho thị trường Việt Nam. Trong cái chiếc hộp này thì cái phụ kiện của nó vẫn hết sức là đơn giản. Nó gồm một cái phiếu bảo hành chính hãng của FPT, phụ kiện sạc cáp tai nghe. Các bạn sẽ không thể tìm cái tai nghe Beats ở đây đâu, vì nó chỉ dành cho đợt đầu tiên ra thôi. Vâng, vẫn là cảm giác bóc hộp, nhưng lần này sẽ không hồi hộp vì tôi đã bóc hộp con này cách đây một năm rồi. HTC One X, mình xin nhắc lại một chút về cấu hình. Chắc là cũng nhiều bạn biết rồi, cấu hình của HTC One X là sử dụng chip 4x TB 1.5 và RAM 1GB, camera 8 chấm. Màn hình của HTC One X đó là màn hình 4.7 inch Super LCD. Về chiếc HTC One X này thì mặt sau của nó được thiết kế bằng nhựa polycarbonate. Các bạn cầm có cảm giác trơn mịn và không bóng, chống xước. Toàn bộ máy nó toát lên một cái vẻ hết sức là sang trọng, vì nó là một sản phẩm cao cấp của năm 2012, với cái mức giá ra mắt là rơi vào 12 triệu đồng. Và bây giờ khi sự trở lại của người hùng này chỉ với giá từ 6 đến 7 triệu, chính xác là từ 6 triệu rưỡi đến 7 triệu tùy các siêu thị bán, thì đó là một lựa chọn rất tốt của người dùng. Mình sẽ nêu lại một số những cái ưu điểm và nhược điểm của chiếc HTC One X này cho các bạn xem nha. HTC One X ưu điểm là gì? Ưu điểm của nó có thể kể đến ngay, đó chính là một cái màn hình rất là đẹp. Màn hình độ phân giải 720x1280 này tại thời điểm One X ra mắt là một màn hình được đánh giá là rất là tuyệt vời. Đối với mình bây giờ khi nhìn lại cái màn hình này, mình vẫn thấy nó rất là thích thú, vì cái tông nền của màn hình LCD đó là một tông nền trắng vừa mắt. Ưu điểm của HTC One X tiếp theo đó chính là cái camera của HTC One X. Camera HTC One X được giới công nghệ đánh giá rất là cao. Những cái bức hình, thứ nhất là bạn có thể chụp ảnh rất là nhanh, cái khả năng lấy sáng tốt, cái màu sắc của bức ảnh rất là đẹp khi hiển thị trên cái màn hình này. Về nhược điểm của HTC One X có thể nhận ra ngay, đó chính là cái vấn đề về thời lượng pin. Thời lượng pin của HTC One X thì không ấn tượng lắm, và như năm trước thì có khá nhiều người dùng kêu ca. Tuy nhiên là đối với năm nay thì HTC đã nói rằng là cái việc mà cung cấp ngay cái hệ điều hành 4.2.2 cho cái sản phẩm này, đối với cái lần ra mắt trở lại này, thì sẽ cải thiện cái thời lượng pin. Mình cũng thử đánh giá cái thời lượng pin mới này thì cho thấy rằng là nó có vẻ tốt hơn cái trước một chút, khoảng tầm 15%. Đó là nó cho phép bạn sử dụng cái sản phẩm này, nếu mà bạn dùng màn hình liên tục, nó rơi vào tầm 3 tiếng rưỡi đến 4 tiếng, tùy cái kết nối của bạn là Wi-Fi hay 3G. Tất nhiên là bạn phải phân chia cái thời gian dùng cái màn hình trong ngày. Nếu bạn dùng liên tục để lướt Facebook thì bất kỳ thiết bị nào pin cũng chỉ được nửa ngày thôi, mình chắc chắn như vậy. One X trở lại với Android 4.2.2, đó chính là đem lại những cái trải nghiệm của thiết bị HTC One cao cấp của năm nay lên chiếc HTC One X của năm xưa. Và đối với cùng một cái kích cỡ màn hình thì có lẽ là bạn sẽ cảm thấy rằng nó không hề khác. Một điểm mạnh nữa của HTC One X đó chính là yếu tố thương hiệu HTC. HTC thì là một trong những cái nhà sản xuất thiết bị cao cấp, và nó chỉ sản xuất những cái thiết bị smartphone cao cấp thôi. HTC cũng đã gặp tương đối là việc khó khăn trong cái tư duy là có nên sản xuất các cái thiết bị trung cấp và rẻ tiền tại Việt Nam không. Nhưng mà các bạn có thể thấy rằng tất cả các thiết bị của HTC thì đều được thiết kế chất liệu vỏ nhựa có thể, nhưng mà nó là rất cao cấp. Một ưu điểm mạnh nữa của HTC mình nói đến chính là cái Sensei 5 được phát triển rất là lâu ở trên HTC. Ở đây mình sẽ nhấn mạnh luôn, như các bạn nhìn thấy rằng đây mình đã dùng trình duyệt của HTC Sensei 5. Cái trình duyệt này nó có một cái tiện ích rất là lâu tồn tại trên HTC rồi, đó là đối với những cái máy khác như là iPhone, khi bạn zoom ra bạn sẽ phải di đi di lại để xem được hết cái bài viết. Thì đối với HTC, bạn zoom ra thì nó sẽ tự nhóm lại để cho nó phù hợp với cái màn hình, nó gọi là auto wrap, tự fit lại để cho vừa màn hình và chữ vẫn to. Thì cái ứng dụng duyệt web là một trong những ứng dụng mà các bạn dùng nhiều nhất, nên là cái việc có cái tính năng này tuy rất là đơn giản thôi nhưng nó rất là hợp lý, và nó làm cho mình rất là thích duyệt web trên HTC. Dù chữ to đến mấy thì nó cũng được đưa vừa màn hình.
Đối với những cái người lớn tuổi một chút, bắt ké một chút, cận cận nặng một chút thì là dùng chiếc HTC rất là thích với những cái tính năng này. Và Sense 5 thì còn có rất nhiều những cái hay, ví dụ như là những cái widget rất là đẹp và các bạn có thể tự khám phá sau. Tuy nhiên mình sẽ thử cho bạn xem, ví dụ như ở đây widget HTC rất nhiều widget đẹp, mình đánh giá là được trau chuốt rất là kỹ lưỡng. Vâng, và để nói kỹ về chiếc HTC Onyx này thì mình sẽ không đủ thời gian và mình sẽ chỉ chia sẻ một chút như vậy thôi. Mời các bạn có thời gian trải nghiệm, mời các bạn qua Di động Thông minh tại 179 Thế Thịnh để trực tiếp trải nghiệm lại sản phẩm này và suy nghĩ xem rằng là trong cái tầm đầu tư tài chính tầm từ 6 đến 7 triệu thì bạn có nên lựa chọn HTC Onyx không, vì nó là một thiết bị công ty, một sản phẩm chính hãng thì được cái chế độ bảo hành rất là tốt cũng như là về chất lượng là hoàn toàn yên tâm. Và đó lại là một siêu phẩm của năm trước, đến năm nay bạn cầm vẫn hết sức là đẹp và vẫn hết sức là đáng để tự hào. Vâng, chào các bạn.